Chào tất cả mọi người, hiện tại thì Nấm đang có mặt ở phòng mail số 1. Ở phòng mail này thì bên Nấm xuất cho khách hầu như là gần hết. Còn một ít thì Nấm sẽ dồn qua phòng bên kia. Thì phòng này á, đây bên này cũng còn một ít nữa này. Thì phòng này là Nấm sẽ tiến hành vệ sinh. Tại sao vệ sinh? Tại vì mình nuôi lâu quá thì mình phải vệ sinh cho nó sạch sẽ. Rồi mình tiến hành mình vệ sinh máy lạnh. Rồi khử khuẩn tùm lum hết. Nói chung là để đảm bảo thì mình cứ nuôi á, Nấm sẽ chia sẻ kinh nghiệm mà Nấm đang làm. Mình cứ nuôi nhiều nhất là 6 tháng khi nào cái phòng trống á thì Nấm sẽ dọn sạch sẽ. Rồi. Việc đầu tiên chúng ta là sẽ vệ sinh cái máy lạnh. Kêu thợ tới vệ sinh sạch sẽ cái máy lạnh, kiểm tra pin này kia ga đồ hết để bắt đầu đi vào hoạt động đợt tiếp theo. Rồi lau sạch hết tường này kia, bóng đèn. Rồi ở trên kệ thì Nấm thường làm như thế này nè. Nấm lấy cây da ven á, bắt đầu là mình tiến hành là mình xịt hết ở những cái kẽ của trong phòng. Xịt toàn bộ lên kệ nè, kẽ nè, ở mặt dưới như thế này luôn nè, xịt kỹ hết. Rồi sau đó là xịt lên cả cái đây là cái màn ngăn lạnh. Giống như mình rửa sạch sẽ nè. Rồi, vệ sinh mấy quạt hút. Bắt đầu xong rồi á, thì bên Nấm sẽ tiến hành bật tia UV, lấy đèn UV chiếu trong cái phòng này khoảng cỡ 12 tiếng. Rồi sau đó chúng ta sẽ ấy. Còn đó là cái phòng mà gọi là ổn định nha. Còn nếu mà phòng mà không ổn định á thì mọi người có thể xông thêm phạt môn á, xông thêm trong phòng nữa. Còn phòng mà mình nuôi ổn định thì thôi mình lau da ven, vệ sinh cái máy lạnh, nhất là cái máy lạnh này cho kỹ, rồi lau kệ này kia thì mình nghỉ. Nói chung chiếu thì về xong rồi mình nghỉ khoảng cỡ 5-7 ngày gì đó mình tiến hành mình hoạt động lại. Còn phòng nặng quá là xong hợp môn rồi. Mọi người cũng có sẽ thắc mắc là hàm lượng như thế nào, ví dụ như lau nước da ven thì hàm lượng như thế nào. Thì thật ra thì Nấm làm vì kinh nghiệm thôi mọi người. Cứ Nấm lấy cái bình 4 lít nước á, Nấm sẽ tiến hành Nấm bỏ vô. Bữa nào mà thấy cái phòng mình nó hơi có vẻ hơi chua hay là dơ hơn á, thì Nấm sẽ tiến hành Nấm pha khoảng cỡ cái nắp của nước da ven á, 2 nắp cho bình 4 lít. Còn nếu mà bình thường mà không có gì hết thì pha một nắp rưỡi, đó là kinh nghiệm nha. Còn nếu nặng quá thì xong phần môn. Thì như vậy thì cứ hai Nấm có là hai phòng nuôi mèo này nè. Một phòng cấy, một phòng chờ. Nói chung nói về phòng chờ thì chắc mọi người cũng hơi thắc mắc phòng chờ là phòng gì. Cái phòng đó là dành để ví dụ ra vào lò nè, treo áo này kia đó, gọi là cái lối chờ. Y như giống mình vô bến xe, thời gian mình chờ vô nhà ga đó, thời gian chờ lên xe. Rồi thì phòng nào Nấm cũng làm như thế hết á. Ví dụ như phòng cấy xong rồi thì Nấm cũng vệ sinh sạch sẽ, phòng chờ rồi cũng vệ sinh sạch sẽ, cứ theo định kỳ 6 tháng một lần. Còn ai mà mọi người mà ví dụ kỹ hơn á, thì nói chung là bên Nấm là định kỳ, không có định kỳ. Làm định kỳ 6 tháng mà bên Nấm ít khi định kỳ lắm, cứ trống lúc nào là dứt lúc đó. Thậm chí ví dụ mình nuôi có 2 tháng trống thì thôi mình làm luôn cho nó khỏe. Rồi thì như vậy đó là những cái mà chia sẻ của Nấm đang áp dụng để cho mọi người tham khảo thêm. Nếu như mà mọi người thấy cái cách mà bên Nấm làm hay á, thì mình áp dụng theo. Còn nếu mà cảm thấy mà không hay á, thì có cái cách nào hay hơn nữa thì mong mọi người góp ý ở bên dưới nha. Nấm chúc mọi người sức khỏe. Chúc tất cả anh chị em làm Nấm được ngày càng nhiều tiền hơn. Cảm ơn rất nhiều.